Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại Thánh Cứu Bát Minh Đồ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ
Tế tự độ quang tiến xuất chúng tôn nội ngoại tăng tôn hợp đồng trai ra dương môn quyên đẳng nhân hưng hiếu khổn túc khải trai duyên trưởng bí mật chi chân thiên trưởng mê a độ chi hiểm ư tiết lô thân hư tịnh phách trực đạo bộ bộ quang minh trường ngã phật di từ bi tối phang trùng trùng u an giáo dẫn lộ chân ngôn cận đương trì tụng kim thân tự mã tuyệt tiêm ai phả phóng hào quang biên cứu cai phách ngũ hồn thủy thiếp dân ni đế đồ hóa tác cựu liên khai đề huệ vong giá di lai lâm tư thỉnh linh hồn phần hương chéo nhang hoa thỉnh nhớ tâm phần hương sơ triệu thỉnh thức thần phân biệt nhập toàn hoàn nhớ tứ thôi cách kỳ gian phá tính như như hồn tại thứ liệt bạn sinh tử bất tương can kim cư Việt Nam quốc Hải Phòng thành ngũ quyền quận Cầu Đất phường Trần Phú phố Bát Thập nhị hạng gia số đệ tam hiệu thiết đàn vũ gia sư cư phụng phật cung rằng đồng thiên siêu độ trai đàn tu trai nghinh sư tự tiếp phát tô biểu quan thỉnh phật tuyên kinh cung nghinh hiển thánh cầu sám bao đức thủ ân phà độ tổ tiên nội ngoài ngụ phương phá ngục giải kết nụ căn mông sơn thí thực trần tế cô hồn kiền kỳ âm siêu dương thịnh sự kim thân trai chủ cô ai tử phùng văn chiến hồn tử nê thị bích ngọc nguyễn thị chín nữ tử phùng thị lương phùng thị thiện tế tử độ quang tiến nội tôn phùng duy cường phùng thị giang phùng tuấn ni sơn hôn tôn đê thị ngọc duyên ngoại tôn đỗ hồng niên độ tuyết đi mình tế tôn chú kiên cường trương mạnh quân tẳng tôn phùng đức vinh phùng gia khải phùng gia hân Nê Huy Hoàng Phùng Minh Hiếu Ngoại Tầng Tôn Henry Đỗ Hoàng Nghệ Gia Sư Tê Phan Ni Đỗ Thương Thương Hàn Na Nghệ Nai Bảo Nhi San Chú Hi Nai Chú Vĩ Bảng Trương Bảo Mi Trương Khả Nhi Xuất Chúng Tôn Ni hợp đồng trai ra dương môn quyến đẳng từ xưng phục vì chính tiến hiển tỷ nguyễn thị thìn tức trần thị thìn chân linh nguyên mệnh sinh ngư mậu thìn liên mỗi nguyệt nhật thời thụ sinh hưởng kỳ di cửu thập tam tuế đại hàn ư canh tí niên chính nguyệt sơ nhất nhật lương thời thọ trung kiêm vị phụ tiến hiển khảo Phùng Văn Hải chân linh nguyên mạnh sinh ngư đinh tị liên mỗi nguyệt nhật thời thụ sinh hưởng thọ kỳ thất thập tứ tuế đại hạn ư canh ngọ niên
nhị nguyệt nhị thập ngũ nhật lương thời thọ chung tư nhân trai đàn phả độ thiết kiên liên tiêu tiên kỷ tổ lễ hộ quỷ kinh tiên thượng thượng tổ phùng long ly tương chân linh ngũ đại tổ khảo phùng duy khánh chân linh ngũ đại tô tỷ nguyễn ý thị tý chân linh tư đại tổ phùng văn tô chân linh tỷ phan thị phiên chân linh tam đại tổ phùng văn ly tân chân linh tỷ nguyễn thị đoạn chân linh tam đại tổ khảo trần văn thiệu chân linh tam đại tổ tỷ nguyễn thị nhuận chân linh kinh thiên chân linh phùng văn nhợi chân linh phùng thị nhợi chân linh nguyễn thị huệ chân linh phùng văn lượng chân linh phùng thị kim cương chân linh phùng văn phương ni cô bé đỏ cậu bé đỏ phùng nghệ tộc chân linh cậu bé đỏ đỗ quang thắng chân linh phà khập tổ tiên phùng môn đường thượng phùng môn đường nghỉ hạ nguyễn môn đường nghỉ hạ lịch đại tổ tiên nội ngoại cao tầng tổ khảo tỷ bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội tổ cô ông mãnh cô bé đỏ cậu bé đỏ tại gia chư vị chân linh tinh tam thế tiền khiên oan gia trai chủ cửu thù chấp đối đẳng chư hoạch hồn đồng trượng trai hiên quân siêu tịnh cảnh hiểu kim cứ vì Việt Nam quốc Hải Phòng thành lê dân quân hàng kênh phố bát tập cứu hàng lục thập cứu hàng phụ gia số đệ ngũ hiệu đồng cư tại Việt Nam quốc Hải Phòng thành Hải An quận Đằng Lâm phường Kiều Sơn phố ngõ 75 số nhà 6M1 Kim thần giai chủ cô ai tử đặng quang y khóa đặng quang mộng đặng quang long hồn y a tử đặng thị hạnh trần thị vinh phương lỗi a tôn đặng quang anh đặng quang dũng đặng ngọc vân đặng thị hoàng vân đặng thị hoàng hà hồn y a tôn nguyễn thị phụng nguyễn thị thanh huyền ngoại tôn trần thị thu huyền phạm thị hải yến phạm hải đăng trần tường trần đà phương a vi đào phương a quyên tế tôn vũ văn viên vũ văn trung lội tặng a tôn đặng quang lam đặng bảo trâm đặng trường khang đặng bảo an ngoại tặng tôn vũ gia minh y tư vũ bảo minh a nữ a tử đặng thị lý đặng thị ngọ tế tử phạm văn thái đào văn quang xuất sư dung tử tôn nam môn nữ tế nội ngoại đồng dương môn quyến tư đặng từ xưng phục vì trinh thiên chân linh hiền đi a khảo đặng quang khôi chân linh kinh tiến chân linh hiền tỳ nguyễn thị thơm kiêm vì kinh tiến tổ tiên chư vị chân linh cao cao tổ cao đặng quý công tử phúc thành chân linh cao 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 tổ khảo đặng quý công tử chân nho chân linh cao tổ tỷ phú thị hiệu diệu từ tinh chân linh tăng tổ khảo đặng quý công quý điển từ phúc thuần chân linh tăng tổ tỷ vũ thị hiệu diệu từ tuấn chân linh kinh tiến chân linh tăng tổ thúc đặng quang châu chân linh đặng quang hóa chân linh hiển tổ khảo đặng quang y liêm quý công tử châu y cẩn chân lý a linh hiển tổ tỷ phạm thị lấn đã tự hiểu diệu chấn chân linh tổ cô đặng thị tôn chân linh kinh kiến chân linh đặng thị minh đặng thị liên chân a linh a thúc ký khảo đặng quang thái chân linh kinh kiến ngoại gia tiên tổ ngoại a tăng y a tổ a nguyễn văn đi lượng chân a linh tỷ phạm thị hạt chân a linh phạm bà chi chân a linh phổ cọc kinh kiến tổ tiên đặng môn đường thượng đặng môn đường hà
Viên môn đường thượng, viên môn đường hạ, lịch đại lộ ngoại, tiên tổ nhất tiết viên cận, đẳng đẳng sư vị chân linh, cao cao chi tổ khảo, cao cao chi tổ thị. Bà thúc huynh đà cô di tỷ muội tổ cô mãnh tướng cô cậu nghĩa đỏ tài gia á thân liệt tịch nhất tiết viễn cân đẳng đẳng chư vị chân linh đồng trượng trai duyên quân siêu tịnh cảnh nghi hà. Trái vạn cổ trường miên nguyệt là qua toàn tràng đoạn nam ca chi mộng vân tu vô yêu thông quy tự lý chi hương văn bảo đạt Di Lai lâm trưởng thần phan nhi dân trí răng phó đạo tràng thù tư cúng giảng hương triệu thịnh hoàng lương nhất mộng thú khảm nam bất tứ quang hoàng thống tướng gian phản phất quang trung quỳ anh hoàng nhất văn triệu thịnh đường thần ni hoàng quy nguyện hồn như tại nhà phật nhật sinh thời bằng pháp lực bất diệt nhất luân quyền là bất ly thiên hà. Di nguyện liệu cách dương quan tiêu thị thể thủy âm hồn á lô kim hà tại giá thảo nhàn hoa vãn địa sầu trọn phật lực dĩ tiếp linh tiểu trai đàn giang phố đạo tràng thổ tư cũng là nghe qua trở lại triều thỉnh chân ngôn tiên lương dĩ kính giáo an tọa chân ngôn cần đương trì tụng từ quang chiêu sứ xuất tuyệt quỳnh vân trình bát cực thánh không minh về tái đường đường độc lộ nhập vô sinh Yeah.
phi nghi đô tân phụng nghĩa. Trần Phú Phố Bát Thập Nhị Hạng Gia Số Đệ Tam Miệu Thiết Đàn Vô Gia Sư Cư Phụng Phật Cũng Giảng Đồng Thiên Siêu Độ Trai Đàn Tu Trai Nghình Sư Dự Tiếp Phát Hành Biểu Quan Thỉnh Phật Tuyên Kinh Cung Linh Hiền Thánh Cầu Sám Bao Đức Thủ Ân Phà Độ Tổ Tiên Nội Ngoại Ngũ Phương Phá Ngục Giải Kết Nục Căn Mông Sơn Thi Thực Trần Tế Cô Hồn Kỳ Nguyện Âm Siêu Dương Thịnh Sự Kim Thân Trai Chủ Cô Ai Tử Phùng Văn Chiến Hôn Từ Nê Thị Bích Ngọc Nguyện Thị Chín Nữ Tử Phùng Thị Nương Phùng Thị Thiện Tế Tử Độ Quang Tiến Nội Tôn Phùng Duy Cường Phùng Bần Lửa Trần Phó Lô Thiêu Hỏa xa chi cảnh
phong đô giới nội hoặc sinh kham nhẫn quốc trung cổ mộ thế lương thức thần phán phất kim giả trai chủ hợp khách dương quang nhược phi ngã Phật dĩ đề huệ hạt đắc ngộ thân nhi giáng phó kim giả trai chủ hợp đồng gia dương môn quyến đẳng đàn khai lục độ tín tịnh nhất tâm tiên bằng Phật lực dĩ từ bi dự tiếp vong linh đại pháp tịch trai chủ kiện thành cần đương hồi thỉnh kiện thành tạ lễ tam bái. Gia đình ta thu lễ, sau đó chuẩn bị lễ phát tấu.